Hi, xin chào mọi người. Bây giờ mình sẽ hiện diện mọi người làm một bông hoa hồng tươi dậy nhục nhé. Thì mình sẽ làm phương gì? Mình sẽ xin gì màu đậm. Mới đây khoảng một cái mới đây. Cảm ơn. Không nắng đấy. Cảm lên là đi à. Sử dụng kéo kẹo cũng biết chúng cái đâu nó sắc nó cần gì được. Nặng lên lại luôn kìa. Cô xin đi. Ừ. Đây đi mệt ống. Cả miếng con ngon hay đúng là kẹo dùng một tay. Cả miếng con ngon đúng là kẹo dùng một tay. Kẹo bắn không dùng bao nhiêu tay. Đây. Sẽ sử dụng kẹo với cách nan đây. Thank you.
buông chặt lại. Mình sẽ cho một ít muối keo vào đây. Chị con đã khóc nhiều không? Con đã khóc thiệt thật nhiều đó. Dạ. Để thử cho tao hả? Sẽ cho một ít keo vào đây. Sẽ để ở đây cho đời cho keo phú nhé. Sẽ sử dụng một đoạn thẹn nhỏ hoàn thành này, sẽ cũng phân thịt chữ này lại. Cho một ít keo vào đây. Sẽ để cho keo cuốn.
Nhật hả? Nhưng mới ra bài học còn mới luôn nha. Như thế này để có thể cắt được những đoạn băng nhau không muốn bị nước không ấm á. Để thôi gọi lại. Mình sẽ cắt theo những đường gấp mà mình đã cắt sẵn. Sẽ ép cắt những cành hoa to để bao bọc phía bên ngoài. Sẽ kéo anh tỉa anh nói sẽ cạnh gấp đôi như thế này.
các bạn của tao nhắn ra cho nên tao phải đoán cái ngắn luôn đó. Ai ngờ ngủ chơi đi. Cắt một đôi nhỏ, một đôi tròn. Nhau mà nó trông tương tự giống hồi nãy. Sẽ tiện hành giả những cái đó mình đã cắt đây vào đây. Thank you.
mai nhé. Lơm gì vậy? Tự nhiên em nhìn có bên thương là em lơm này. Thôi đồ. Đọc dớ gì vậy? Em nhìn thôi. Từ bề cạnh hoa nhỏ mình sẽ cắt một đầu nhỏ và một đầu tròn. Một đầu nhỏ ở đây và đây sẽ là tròn. Tương tự với những cạnh con này đôi như thế này. Tôi chỉ là một đôi nhỏ, một đôi trong. Vì gì cái đoạn nhé? Sẽ làm tương tự với những cạnh hoa còn lại luôn nhé, đôi lại.
đâu. Có được mua lại giấy cuốn giấy này mà có khi đi lâu dài mà không cũng đi lâu không trả được. Đi luôn còn hai ba nghìn đấy. Còn hai cạnh của trên mình sẽ cắt luôn. Xinh á. Ui. Hai con đi xinh hết. Ừ. Đẹp. Đẹp hơn cái hơi màu nữa. Đẹp lắm ạ. Đi em sống với chịt đó. Chỉ cần 8 như có 2 ngàn á. Sẽ bỏ bao nhiêu thế này. Chị á, hãy sống với chị đó. Hãy sống với chị đó. À, mấy này sẵn anh biết nói à? Không. Ờ, này sẵn nói cần ai như lúc. Cần ai à? Ừ. Tập thiệt à? Dạ, tụi em nó không quan trọng. Chị? Không, là khi anh giàu lắm. Là khi anh nghiệt lắm. Hả? Anh là gì? Nói đi tụi em đi đã nặng cho xà lạng đi. Để dòng đôi bên trước chứ đôi nhiều quá là bộ dòng mệt. Đấy. Tay chứ, tay chứ. Ui, năng lực. Nó tự nhiên tỉnh hết rồi mới lui lại. Ủa gì kỳ vậy? Cái gì kỳ vậy? Bể keo rồi con kia nữa. Nói về Lý không đi, vậy em về chị đi vậy. Chả thảo. Bể keo.
hai mình đi được. Ráng mắt. Tự nhiên lên đẹp. Ai biết. Lần sau đi con nói Nhi Nhi chứ đọc mấy tống nghe. Bị rồi chứ nữa. Bị lâu rồi. Sẽ như thế này. Cái mô mình biển ná hả? Bằng việc kia hả? Con ly á kìa. Chơi mà thiệt tinh luôn á. Nên chị Linh mắng nói là vẫn còn tỉnh đưa đi ra làm cái đấy. Chị Linh mà bị khi mô rửa mà đang tụi em biệt luôn. Mày hỏi tức thi hả? Mày hỏi tức thi hả? Lý kìa.
nên là mình đi xe máy nhiều thì nguy hiểm, mà không đi xe máy thì tốn nhiều tiền. Sẽ giảm vào như thế này. Sẽ anh đi chơi mà tỉnh đường suối, tỉnh đường hiền, tỉnh đi chơi mà tự nhiên, đi chơi mà tự nhiên suối suối. Mình kia bằng cái gì đó, mình chụp mà. Bụng mươi rồi. Bụng mươi. Bụng thì vừa về luôn. Kiến thơ địa lời nhấn hồn. Thôi nghe, không vui nha. Bởi vì tao mày cũng đoàn là lý xuống trong tao nhưng tao có tao quá tao làm với em một cuốn cũng đó thảy thì khi nó tao cũng thảy luôn. Chứ đó cũng phải ngáy mắt mới được. Có bị inbox nói chứ không mà đang đi ô tô thuê hai đứa một kiểm xe máy. Nói chung nhìn thấy hay á. Để lại đi cậu. Đẹp ý. Như gì. Nhìn là trống sẵn. Mở tin đâu? Không, không phải mở tin đâu của Mi. Mở tin đâu của Mi. Thằng nó bỏ đi. Đầy dành cho Mi.
sẽ cắt thêm cạnh hoa nhé. Sau đó mình sẽ gấp đôi lại. Ê, kiểu mà tiền của Mỹ là ở đây là hình đại tím hay là hình đại tạo? Như còn mấy kiểu ở chỗ nó hình đại tím nữa này. Xong rồi anh về đó hả? Để bánh à? Để bánh không? Sớm rứt. Phải 5 giờ mày đi à? Đi xong rồi. Đang quay. Mới coi xong sẽ tiếp tục cắt đôi. Cắt đôi như thế này. Vậy sẽ vừa đi ăn lui. Ừ, chắc vô làm cạn. Nhưng mà chứng mừng tặng chứ nữa. Giờ đi sửa voi. Giờ đi sửa voi. Là bánh. Sẽ cắt đôi như thế này. Đấy, phải có hai quả rồi, sẽ ăn được. Dưới đó, ăn hết rồi. Đang ở tiệm nữa. Thank you.
đâu một chí mà như thế này. Đi bố vẫn trớn á. Đi mua lại biết mua đâu mà. Sẽ mua chứ. Mua chứ. Cái niệm. Gì trắng. Cái niệm đi bệnh viện. Đi chợ mua lần luôn. Đi là đi chợ mua cái khác. Nhưng mà anh trớn mua cái niệm. Thì anh tăng lên như được. Thăm ai đâu? Tấn mắng biệt thiên ai biệt. Tấn nước mũi là chi nữa mất. Chi nữa mất, tấn nước mũi mất rồi. Đúng rồi. Hắn biệt phải công ty nó ai biệt à? Em mới biệt là em là người của công việc. Mà lâu rồi. Lâu rồi chứ nữa. Không gọi là yêu là chi đâu. Chi đâu? Thầy đừng quay bên là biệt rồi. Mấy rồi anh? Mấy gì? Năm một. Đủ 5 triệu rưỡi chứ. Còn 18 bộ. 18 bộ cả thôi là một bình thường. Một bình thường. Tầm mẫu hay lâu không biết? Tầm mẫu cho đăng được. Em còn 60 bộ là mới được. 18 bộ khoảng 3 ngày. Em mới 60 bộ được rồi. Tân làm cả bao nhiêu chứ? Tân làm cả bao nhiêu? Tân làm một. Bên Tân quay điều. Cho làm. Làm nhiều sợ quá. Học không đi về đấy. Bên Tân quay điều á. Ngay điều điều ngay một sợ không sợ. Bên 30 ngay ngay một sợ rồi. Vậy cho bé. Trung Mỹ. Đang gì bé đó? Đang gì đâu? 10 chị. Mà lai mình lai chảo 40 ngay là đủ rồi. Thì 62 bố. Thì tao tính của bố lẽ nè. Là khoảng 62, 67 bố á. Đến là chủ đêm quá. Vẫn nên là chỉ có chủ đêm luôn. Lai chảo bố loài 2 á. 67 bố loài 2 nè. Mình đi 20 đâu đó. Mình đi phải đi lâu luôn cả chủ nhật. Là chủ nhật mày đủ. Mình đi 20 luôn. 29 hả? Làm xong chẳng nghỉ chẳng. Không tư rồi đó. Không tư rồi đó. Không tư rồi đó. Lỡ khi ngô ngày ra thêm 500 mèo. Vì một sự nghiệp phải đi chơi. Đẹp lắm. Đẹp. Quả đẹp. Chị đi cả nếu mà kiểm về cái bên thủy tính đó đấy. Chị lo thủy tính nữa nọ. Dạ mang con ngang. Sáu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ở đây cả mì đó này nó có nhiều tất cả kẹo cho mì đó mất. Chắc trả trả luôn mà. Lúc em tự phẩm bảo làm thêm kiểu là em đã sống rồi. Mà làm cái đi chơi. Bây giờ em mới hỏi là anh sống chưa đó. Thì không thể mua sống. Không đi với cọp. Sống rồi phải đi cọp. À, rồi đi cọp với mẹ nữa. Cọp đưa ra, chiều vô. Chưa bị dễ lắm. Rồi giờ gì đẹp ảnh nữa hả? Được lọc cho mày đã nấy. Cuốn nó ngắn đi. Thiêu mày biết à? Cuốn mới đỏ hơn, cuốn mới đỏ hơn. Cuốn nó lên vào đây. Đường rối là mấy việc nữa, không mấy việc lý. Đoàn đoàn ăn lương hai đâu. Tiếng hả, mấy việc làm mèo của có tiên, làm mèo làm thêm á. Cái gọi là mèo? Một con mèo nữa, một con mèo mà anh em muốn đổi được thế. Nó làm thêm tí, chắc có tự nhiên của người nở mó. Một con mèo mà khải hai ngày đường tụi em ạ. Không biết, không còn đấy. Không còn. Chỉ 500 hả? 500 là tiếng ớt kính. Ừ, bốn chục cánh cỏ. Thế 500 thì chắc là thường cánh luôn rồi. Mà thấy mẹ vừa nín nói chị thì chắc là mẹ cánh luôn. Em bốn chục cánh hơn 30 cánh. Và hai cái điện thoại mà cả con bì số điện thoại cũng vào được. Thuế sim mà. Đâu mày tỉnh là phải thuế cổ, phải tổ thêm tiền 6 đám đông. Là một mèo phải tổ 6 đám đông. Là... chưa chắc mèo này là sống nữa. Ừ, là chỉ được ngang mấy thôi đó. Đó, vui rồi chứ. Là mình chỉ lơi được một ngang mấy thôi. Chị mà nó, có 3 chị chị. Nhưng mà là khi hiện đại thì đâu. Thằng người đưa tao được phòng ăn như thế nào? Tôi đợi tới bữa thì lên đái cho anh nhớ. Thằng ngã hỏi. Anh đợi đây khai ghi đi. Anh chạy cho mình mắm thằng ngã hỏi. Đừng làm nữa. Làm cái nữa hả? Cũng mất thời gian. Thời gian rồi anh quay sửa luôn à. Thế còn cái bi cả không á? Vì á, nếu mà tỉnh tỉnh ra một tiền làm cái nữa nó làm được khoảng 30.000 đó mày. Biết khoảng 30 cái hả? Mô cũng nhiều đấy à, một ngày nữa. Nếu mà làm một ngày khoảng cũng làm được khoảng 100 ngàn. Chính là còn không nhận ánh là tao chơi thôi mà cũng được sọt trong mạng béo đấy. Nhờ nhánh được hả? Phải không mày mẹ làm chủ được đấy chứ nào. Chịu mình. Em chịu. Hả? Có điều tao cũng việc ngoài để có cái đái không đái thì bất sao thì đó. Mơ ngồi chứ ngồi đăng nhập lại sao cái mảnh méo này không điểm. Ờ, bạn mới đang chết ngủ nhiên được. Hả? Bạn nó phải chết thiệt chứ. Cái nữa anh tưởng mua mà nó phải anh phải chắc chắn thiệt chứ là khi mẹ nó mới chết ngủ. Mẹ nó đái mới nó ngủ. Nhưng mà làm mình đã tạo một lần nó mới chặt lại một lần nó đi. Thì cũng chiều thôi, dù như vừa được em làm liên tục một ngang mèo rồi đó. Đăng nhập 1.000 cải xong phải đùi chất kính này, xong đùi mèo khôi phục đội bắt 1.000 cải như được. Là phải chắc chắn cái cải mèo này ok. Dạ, khó ăn quá. Là cái em chất có mèo của anh Ma Nhật đó.
mấy nhận ra lắm ngoại giống kia chứ là thấy giật đeo nó gì đó thu âm gì à thu âm mô ngược cài. Vậy là mình đã hướng dẫn mọi người làm xong một bông hoa tư dậy nhũng như thế này. Video xin kết thúc ở đây. Bye bye. Nhông.